Xin chào các bạn đã quay trở lại với ThinkView và mình là Hưng Khúc. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những tiêu chí để mà chọn mua một chiếc laptop mỏng, gọn, nhẹ trong năm 2024 nhé. Lưu ý là đối với cả một số những nhu cầu đặc biệt mang tính chất nặng về thông số kỹ thuật như kiểu là làm đồ họa như là design, motion hay là video production ấy, hoặc là những nhu cầu liên quan đến gaming thì mình cũng đã có những video chia sẻ rất là kỹ ở trên kênh rồi. Mình sẽ để những video đó dưới phần mô tả để mà cho bạn tham khảo kỹ hơn nhé. Còn đây sẽ là 6 tiêu chí để mà đi mua một chiếc laptop mỏng, gọn, nhẹ hay là ultrabook cho bạn học sinh sinh viên trong năm 2024 nhá. Và lưu ý nhá, tiêu chí cuối cùng ấy sẽ có thể cứu bạn thoát ra khỏi những món đồ chí mạng đấy. Rồi, nói qua một chút về laptop thì có những yếu tố không quan trọng lắm và bạn có thể tập làm quen và thích nghi. Ví dụ như là bàn phím, touchpad, loa hay là cổng kết nối. Ví dụ như là kết nối ít quá thì bạn có thể là đi mua thêm hub thì cũng được. Hay là loa nghe chán quá thì có thể là dùng tai nghe Bluetooth, đúng không ạ? Kiểu như vậy. Tuy nhiên thì cũng có những thứ mà một khi đã đi mua về rồi là gần như sẽ không thể tìm được những giải pháp thay thế. Và nó sẽ kéo cái trải nghiệm sử dụng của bạn xuống đi rất là nhiều. Đó chính là màn hình, hiệu năng hay là pin. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về ba tiêu chí này trước tiên nhé. Tiêu chí đầu tiên, đầu tư cho màn hình không bao giờ là phí. Vì màn hình là thứ mà bạn tương tác nhiều nhất. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng cũng như là trải nghiệm sử dụng của bạn rất là nhiều. Nên là đối với cá nhân mình thì một chiếc màn hình càng xịn, càng đẹp là càng tốt. Tiêu chuẩn bây giờ thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng nên sử dụng những tấm nền có độ phân giải là Full HD, IPS và độ sáng tối thiểu vào khoảng là 300 nits. Còn lý tưởng nhất thì vẫn sẽ là những tấm nền OLED 2.8K và tần số quét vào khoảng là 90Hz hoặc là 120Hz. Những tấm nền này thì bạn có thể dễ dàng tìm thấy đối với cả rất là nhiều những mẫu laptop của Asus. Còn Lenovo thì cũng sẽ có một số những dòng máy màn hình 2.2K như là chiếc IdeaPad Flex 5 hay là Yoga Duet 7 thì màn hình vào khoảng là 2K và mức giá của nó cũng sẽ rất là tốt. Và nếu như các bạn đang là học sinh sinh viên mà muốn mua laptop với mức giá tốt nhất ấy, thì có thể bấm vào đường link phía bên dưới để mà đăng ký hạng thành viên mới S-Student của 7S. Tại chương trình này thì các bạn sẽ được giảm giá lên đến là 4% tùy từng dòng laptop. Điều kiện thì mình thấy rằng là cũng khá là đơn giản. Đó là các bạn mang thẻ học sinh sinh viên ra cửa hàng 7S và đăng ký S-Student một lần duy nhất. Và đối với các lần mua tiếp theo thì các bạn sẽ được hưởng ưu đãi mua được công nghệ với mức giá sinh viên. Mọi thông tin chi tiết về chương trình cũng như là những chiếc laptop mà có mức giá tốt ấy, thì mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả để mà cho các bạn tham khảo kỹ hơn nhé. Nếu như mà để sắp xếp thứ tự ưu tiên các thành phần quan trọng của một chiếc màn hình ấy, thì thứ nhất mình sẽ ưu tiên lớp phủ gương thay vì lớp phủ nhám. Bởi vì một lớp phủ gương ấy, nó sẽ làm cho một cái tấm nền nó trong hơn và nó sẽ có thể che đi được những cái nhược điểm của màn hình. Ví dụ như là gần đây mình có review chiếc HP Envy 14. Nó có lớp phủ gương và nhìn nó dễ chịu hơn hẳn, dù độ bao phủ màu của nó cũng chỉ đạt vào khoảng là 65% sRGB. Và nếu như các bạn hỏi mình rằng là nên chọn một chiếc màn hình phủ gương có độ bao phủ màu vào khoảng là 65% sRGB hay là chọn một chiếc màn hình phủ nhám vào khoảng là trên 90% sRGB thì mình sẽ chọn cái màn hình phủ gương. Đấy là thông thường đối với cả laptop phổ thông cho các bạn học sinh sinh viên. Chứ còn laptop cao cấp thì cái lớp phủ nhám của laptop cao cấp nó cũng sẽ xịn hơn. Mà bản thân tấm nền ở bên trong của laptop cao cấp nó cũng sẽ xịn kéo theo là mức độ tương phản cao này, rồi độ bao phủ màu cao này, độ sáng cao này, thì tổng thể nó xịn hơn. Nói chung là laptop cao cấp nó sẽ ở một phạm trù khác. Còn đối với cả laptop phổ thông có mức giá vào khoảng là trên dưới 20 triệu ấy, thì mình sẽ ưu tiên những cái lớp phủ gương là nhiều hơn là lớp phủ nhám. Ưu tiên tiếp theo là độ sáng nên vào khoảng là trên 300 nits đổ lên thì nó mới có thể dễ dàng sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng môi trường khác nhau. Mà theo kinh nghiệm của mình ấy thì một chiếc màn hình có độ sáng cao thì nó cũng sẽ kéo theo những cái thứ khác, nó cũng sẽ xịn theo. Ví dụ như độ bao phủ màu hay là mức độ tương phản, độ chính xác của màu sắc nó cũng sẽ có thiên hướng là có những số điểm rất là tốt khi mà độ sáng màn hình vào khoảng là trên 350 nits. Ưu tiên số 3 đó chính là độ phân giải. Độ phân giải càng cao thì càng nét, thì khi mà bạn zoom nhỏ ấy, các chi tiết nó cũng sẽ không hề bị vỡ. Cái này rất là quan trọng đối với cả những bạn nào mà làm về marketing, kế toán hay phải làm việc với những file thiết kế hoặc là bảng tính nhỏ nha. Thứ tư là tấm nền IPS hay là OLED. Và thường thì mình sẽ chọn những cái tấm nền OLED và tránh xa những cái tấm nền TN nha. Thứ năm là mới đến tần số quét 90Hz hoặc là 120Hz. Thực ra thì cái màn hình tần số quét cao nó không quá quan trọng ở trên ultrabook như là những chiếc laptop gaming. Nhưng mà một màn hình tần số quét cao nó sẽ giúp cho những thao tác hiển thị lên trên màn hình nó được mượt mà hơn, và nó cũng sẽ giúp giảm độ trễ từ trackpad tới con chuột hiển thị lên trên màn hình nhá. Rồi, đến với tiêu chí số 2. Cấu hình thì quan trọng là sự phù hợp. Ý mình ở đây là các bạn không nhất thiết là phải đi mua những cái phiên bản cấu hình mới nhất hay là những dòng chip mới nhất.
Bởi vì thực ra những dòng chip cách đây vào khoảng là 4-5 năm nó vẫn xử lý được rất là nhiều những nhu cầu của các bạn học sinh sinh viên hay là nhu cầu làm văn phòng học tập cơ bản. Ví dụ như là một con chip Intel Gen 10 hay là AMD Ryzen 3000 series thì mình nghĩ rằng là nó vẫn sẽ xử lý được rất là tốt. Có rất là nhiều những mẫu máy vào khoảng là dưới 10 triệu ấy sử dụng những con chip này thì nó chạy vẫn sẽ rất là ngon. Nhưng mà cá nhân mình thì mình sẽ chỉ chọn những cái dòng chip Intel Gen 12 đổ lên hoặc là AMD Ryzen 5000 series đổ lên. Vì có một vài những lý do sau. Lý do đầu tiên ấy, đó chính là nếu như các bạn chọn một dòng chip cũ quá thì những cái thành phần linh kiện phần cứng khác của chiếc laptop đó nó cũng sẽ cũ theo. Ví dụ như là loại RAM nó cũ quá thì nó cũng sẽ bị chậm. Rồi những loại chip nhớ ở bên trong mainboard nó cũng sẽ cũ quá rồi, vân vân. Chưa kể là việc là các bạn đi mua máy cũ đi thì máy cũ dùng lâu qua nhiều năm rồi thì độ bền của nó cũng sẽ giảm xuống, đúng không ạ? Và quan trọng nhất là những hỗ trợ, những phiên bản cập nhật của Windows mới nhất, Windows 11 và sắp tới là Windows 12, nó cũng sẽ hỗ trợ tốt nhất từ những dòng chip Intel Gen 12 và AMD Ryzen 5000 series đổ lên nhá. Và thay vì dành quá nhiều thời gian để mà đầu tư cho CPU thì mình sẽ lựa chọn RAM. Ví dụ như là RAM 8GB nó sẽ phù hợp với những nhu cầu làm việc văn phòng cơ bản, học tập cơ bản, rất là bình thường, rất là cơ bản mà thôi. Còn nếu như các bạn có nhu cầu đa nhiệm nhiều hơn thì các bạn sẽ phải lựa chọn ít nhất là 16GB RAM đổ lên nhé. Tiêu chí số 3, Battery is King. Pin càng trâu càng tốt. Mình thấy rằng là có rất nhiều hãng laptop cắt giảm dung lượng pin xuống chỉ còn vào khoảng là 40Wh hay là 50Wh thì nó ít quá. Với những chiếc máy đó thì lúc nào các bạn sử dụng cũng phải kè kè cái cục sạc bên cạnh. Mà muốn di chuyển nó cũng sẽ rất là khó, lúc nào cũng sẽ phải căn ke xem cái ổ sạc nó nằm ở đâu. Tiêu chuẩn nhất hiện nay thì pin nên vào khoảng là từ 5 cho đến 6 tiếng hoặc là 7 tiếng cũng được. Nhưng mà nếu như mà có một ngày nào đó pin vào khoảng là 8 tiếng hoặc thậm chí là một ngày ấy, thì mình nghĩ rằng là trải nghiệm sử dụng nó cũng sẽ đã hơn rất là nhiều. Thậm chí là nó sẽ thay đổi cái hành vi sử dụng laptop của mọi người luôn. Đó là không phải lúc nào cũng mang theo cái củ sạc bên mình nữa. Nhưng mà để đến được cái ngày mà laptop on screen được vào khoảng là 20 tiếng ấy thì mình nghĩ rằng là còn xa lắm. Và ở thời điểm hiện tại thì khi mà đi mua laptop muốn có thời lượng pin trâu thì mình nghĩ rằng là các bạn nên lựa chọn vào hai thứ. Thứ nhất là dung lượng pin và thứ hai đó là con chip. Tất nhiên là còn có rất là nhiều những thứ khác như là cách linh kiện phần cứng nó sẽ tác động ra làm sao. Nhưng mà dựa vào hai thứ này thì các bạn cũng sẽ nâng cao cái tỷ lệ chọn được một chiếc laptop có pin trâu là như thế nào rồi, đúng không ạ? Thì đầu tiên là dung lượng pin, mình nghĩ rằng là các bạn nên chọn một chiếc máy có dung lượng pin tối thiểu vào khoảng là 50Wh đổ lên, đúng không ạ? Lý tưởng nhất vào khoảng là 70Wh là rất là lý tưởng. Cái thứ hai là con chip thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn những dòng chip của AMD vào khoảng là AMD Ryzen mà sử dụng kiến trúc Gen 3 đổ lên ấy, bởi vì những cái dòng CPU AMD kiến trúc Gen 3 đổ lên thì cái thời lượng pin, cái khả năng hiệu năng chiếu mấy quạt điện của nó mới thực sự là tốt. Ví dụ như là mình thấy có một số những dòng máy như là ZenBook 14 OLED được trang bị chip AMD Ryzen 7530U và dung lượng pin lên đến là 75Wh thì pin 6 tiếng là một chuyện rất là bình thường. Hay là chiếc Lenovo Yoga Slim 7 thì chip AMD 5600U và pin của nó lên đến là 71Wh. Em này được khả năng cao là pin của nó còn trâu hơn vì màn hình IPS thì nó cũng sẽ đỡ tốn pin hơn so với cả màn hình OLED. Tiêu chí thứ tư là chọn độ bền. Chính xác là chọn độ bền thay vì chọn chất liệu. Mình thấy là có một số hãng làm máy có chất liệu nhôm nhưng mà lấy cái mác là máy được làm bằng kim loại. Nhưng mà nếu như mà lớp nhôm nó quá mỏng thì có thể như chiếc HP Envy vào khoảng là 2 cho đến 3 năm về trước, nó rất dễ mọp. Còn để mà lựa chọn được một chiếc máy bền ấy thì các bạn nên quan tâm vào các yếu tố. Ví dụ như là chiếc máy đó có cứng cáp hay là không, nó có bị flex hay là không. Rồi để ý vào các chi tiết quan trọng như là bản lề hay là mép máy. Ví dụ như là bản lề của nó có kết cấu như thế nào. Một số dòng máy mà có kết cấu bản lề ở hai bên thì thường là nó sẽ kém bền hơn. Và ngược lại thì một số những dòng máy mà có kết cấu bản lề nằm ngang ở chính giữa ấy thì thường là nó sẽ bền hơn. Và các bạn cũng nên nhìn vào mép máy, ví dụ như là các mép của máy nó có bị mỏng quá hay là không. Nếu như mà mỏng quá thì nó sẽ rất là dễ móp. Và nói chung thì một chiếc máy càng cứng thì dùng càng thích. Các bạn cứ thử dùng qua những chiếc máy như là ZenBook S OLED của Asus đi, hay là ThinkPad M1 Carbon của Lenovo, hay là MacBook M2 của Apple, thì các bạn sẽ thấy rằng là trải nghiệm của nó khác hoàn toàn luôn. Máy nhẹ nhưng mà nó lại rất là cứng, thành ra để cầm lên tay gõ phím hay là đặt máy ở bất kỳ đâu ấy thì nó cũng sẽ rất là tin tay. Máy bền thì nó giống như là một chiếc áo có chất liệu tốt vậy.
áo chất lượng kém hay là áo giá rẻ thì thường dùng lâu và sau khoảng là vài ngày giặt thì nó sẽ bị mất form, nó sẽ chỉ đẹp thời gian đầu mà thôi. Thì laptop nó sẽ là như vậy, dùng càng lâu thì các khớp nối nó sẽ bị lỏng ra và máy sẽ bị flex nhiều hơn. Thực ra thì nếu như các bạn đã từng sử dụng những chiếc laptop gaming giá rẻ hoặc là những dòng laptop có một giá vào khoảng là 10 triệu, laptop văn phòng vào khoảng là 10 triệu ấy, thì có lẽ là các bạn cũng đã hiểu những cái gì mà mình vừa nói. Bởi vì thường nhá, những cái mẫu laptop gaming phổ thông ấy, nó sẽ tập trung rất là nhiều vào hiệu năng và nó sẽ cắt giảm đi những cái thứ liên quan đến chất liệu, và dùng vào khoảng là 3-4 năm ấy thì cái việc là nhão hay là bị flex nhiều hơn ấy là mình đã được trải nghiệm qua rất là nhiều rồi nhá. Rồi, đến với tiêu chí số 5 thì lúc này mới quan tâm đến việc nặng hay là nhẹ. Chính xác là máy phải bền, build chắc thì mới nghĩ đến việc là tối ưu đến cân nặng. Chứ nếu như bạn vừa thích máy nhôm, vừa thích máy nhẹ thì chỉ có thể là cái lớp nhôm của nó sẽ rất là mỏng và từ đó thì máy nó sẽ kém bền đi. Còn lý tưởng nhất về việc là vừa nhẹ này, vừa mỏng này, vừa bền này thì có chiếc MacBook M1 hay là MacBook M2 nhá. Tiêu chí cuối cùng, tránh những điểm yếu chí mạng. Đây là những điểm mà nếu như mà dính phải thì trải nghiệm nó sẽ rất là tệ ở một khía cạnh nào đó. Và mình sẽ liệt kê ở đây nhá. Thứ nhất là dung lượng pin vào khoảng là dưới 40Wh, nó quá ít. Thứ hai nữa là màn hình có độ sáng vào khoảng là dưới 250 nits, nó quá tối. Hoặc là màn hình TN ấy, độ bao phủ một TN, cái chất lượng hiển thị của nó là quá kém và dùng lâu thì nó rất là dễ bị hại mắt bởi vì những cái màn hình TN nó có nhiều ánh sáng xanh. Thứ ba là 8GB RAM hàn chết. Và khi mà các bạn muốn nâng cấp thì các bạn sẽ phải nâng cấp cả một con máy. Thứ năm là máy nóng. Thì nếu như ở máy nóng ấy, thì quạt gió nó cũng sẽ phải chạy ồn hơn. Và cái việc là vừa nóng, quạt gió vừa chạy ồn thì nó cũng sẽ tác động vào cái phần pin của các bạn. Thời gian sử dụng nó sẽ ít đi. Và máy nóng thì dùng nó đã rất là khó chịu rồi. Đặt lên đùi, đặt lên tay, kê tay các thứ nó cũng đã rất là khó chịu rồi đúng không ạ? Ultrabook, laptop gaming thì máy nóng thì còn chấp nhận bởi vì các bạn đánh đổi là hiệu năng. Các bạn có thể là đặt một chỗ xuất ra màn hình để mà chơi game. Nhưng mà Ultrabook thì các bạn phải cần cái sự linh hoạt, phải ưu tiên linh hoạt. Cái việc là mát nó là bắt buộc rồi, nên là không thể nói là một chiếc Ultrabook mà có quyền nóng ở đây được. Tiếp theo là cái bàn phím nó quá là nông. Tất nhiên là như mình đã nói lúc nãy thì bàn phím các bạn có thể làm quen theo thời gian. Nhưng mà những chiếc máy mà có bàn phím quá là nông ấy thì gõ lâu nó rất là dễ bị mỏi. Bây giờ là mình chưa nhớ ra là có một chiếc máy Ultrabook nào mà bàn phím quá là nông hay là không. Nhưng mà mình sẽ lấy ví dụ với chiếc Dell Gaming G15 ấy. Bàn phím nó nông dã man và khi mà gõ lâu và dùng để mà gõ văn bản ấy, nó thực sự là một cực hình. Và cuối cùng là các bạn nên để ý các chi tiết nhạy cảm. Ví dụ như là kết cấu bản lề nó có cứng cáp hay là không, hay là mép máy thì có chỗ nào mà nó quá là mỏng, dễ bị móp hay là không, hay là khi mà bạn cầm máy lên thì nó có những cái tiếng kẽo kẹt phát ra hay là không, thì nó rất là dễ bị xuống cấp sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Rồi, và đó là tất cả những cái tiêu chí lựa chọn laptop mỏng gọn nhẹ hay là Ultrabook dành cho các bạn học sinh sinh viên. Và hy vọng rằng là thông qua video ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ có một cái khung để mà từ đó lựa chọn một chiếc laptop phù hợp với nhu cầu và phong cách của bản thân mình nhất. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy ủng hộ Thinh View bằng cách là like cũng như là subscribe để mà tiếp tục theo dõi những video mới nhất ở trên kênh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.